Thưa quý vị, theo kết quả khảo sát của ngành dịch vụ khách sạn năm 2018 do Grant Thornton Việt Nam thuộc Grant Thornton International Ltd, tổ chức thế giới về kiểm toán và tư vấn các công ty lữ hành và nhà điều hành tour, tiếp tục là kênh đặt phòng lớn nhất đối với các khách sạn 4 sao và 5 sao với tỷ trọng khoảng 33% trên mỗi kênh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết năm 2017 có 79 khách sạn cao cấp từ 3 đến 5 sao mới được đưa vào hoạt động, trong đó có 10 khách sạn 5 sao với số phòng thêm mới là hơn 101.000 phòng, đưa tổng số phòng năm 2017 tăng 10% so với năm ngoái. Theo kết quả khảo sát ngành dịch vụ khách sạn năm 2018, kênh các công ty lữ hành và nhà điều hành tour là kênh đặt phòng lớn nhất đối với các khách sạn 4 sao và 5 sao. Với tỷ trọng khoảng 33% mỗi kênh, kênh đặt phòng trực tiếp với khách sạn giảm 1,6%, trong khi đặt phòng qua đại lý du lịch trực tuyến OTA tăng 1% và khách doanh nghiệp tăng 1,1%. Phân tích theo hàng sao thì lượng khách ở khách sạn 4 sao đặt phòng của các công ty lữ hành và nhà điều hành tour tăng đến 43,1%, trong khi khách sạn 5 sao chỉ có 22,7% lượng khách đặt qua kênh này. Cũng theo báo cáo này thì trong năm 2017, tất cả các khách sạn tham gia khảo sát đã ứng dụng một hay nhiều công nghệ số vào hoạt động. Như vậy thì việc ứng dụng công nghệ số vào truyền thông và phân tích dữ liệu đã trở thành xu hướng tất yếu ở hầu hết các khách sạn 4 và 5 sao. Đồng thời ứng dụng cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng qua điện thoại và làm thủ tục phòng trực tuyến đang dần được áp dụng rộng rãi tại hơn 50% khách sạn 5 sao và 30% đến 40% khách sạn 4 sao được khảo sát.